Mọi người đã vừa gặp một trường hợp rất là đặc biệt, đó là Phi Nhung đi lộ số cùng đến một địa điểm nhưng mà nhầm sự kiện đúng không? Đứng cái show này, mình nghĩ là mình đi hát cái show này hồi năm ngoái mình có đi nhưng mà đâu mới chứ. Mình nghĩ là mình đi hát cho cô thầy giáo mà cái show này là năm ngoái mình hát rồi. Ủa sao năm nay lại làm giống như fashion show vậy? Mà mới vừa đi vô người ta bắt rồi MC là phỏng vấn mình nữa chứ, hỏi mình chị có hát được không? Chị mặc cái áo này chị nghĩ như thế nào? Mình nói mình thấy ok. Thế lạ quá, sao hỏi mà có hát không? Mình kêu mình hát rất là nhiều nữa chứ. Ai ngờ giờ đi lộn xô. Như là em trai nói mình mới biết là mình đã lộn cái xô này rồi. Đúng đó. Mình rất là đặc biệt nữa chứ. Tưởng đâu mình là người mẫu luôn. Đây là phải là một chuyện rất là cười của năm hả? Ok. Nhưng mà đi qua bên vào sạch tiệc thì gặp ngay cái show thời trang của Lan Thiên Hương, tức là chụp hình chụp hình rất là ngon lành. Mình tưởng mình là super model. Ok, sau cuối năm chị có lời gì chúc đến khán giả của mình không? Cuối năm chị chúc cho khán giả gặp nhiều may mắn và ăn một cái Tết trước kia là một cái Giáng sinh vui vẻ và đón một cái Tết năm mới thành công và đạt được nhiều ý muốn, và chúc tất cả quý vị khán giả mạnh khỏe. Đây mới là sân khấu của chị Phi Nhung này, còn lúc ấy là đi lộ show, một kỷ niệm rất là vui của chị Phi Nhung.